Vâng, xin gửi lời chào tới các bác cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xế Chất với hotline tư vấn là 0968 22889. Và ngày hôm nay thì em Việt lại mang tới cho các bác với một cái lựa chọn, một cái dòng xe 5 chỗ gầm cao với thiết kế đẹp, động cơ đi lành và tiết kiệm nhiên liệu. Và đặc biệt là chiếc xe cũng được trang bị khá là nhiều công nghệ và tính năng. Và quan trọng nhất là tình trạng của chiếc xe này thì em sẽ cam kết với các bác là nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích, máy số zin. Các anh chị ta thể đem đi check hãng thoải mái. Và một lỗi nhỏ thì em Việt hoàn tiền cho các anh chị 100%, được chưa ạ? Và trước mặt các bác ở đây em đang có là một mẫu Mazda CX-5 sản xuất năm 2013 với khối động cơ máy xăng 2.0 Skytip. Và một chiếc xe có thể nói là đến bây giờ thì nhìn nó vẫn đẹp, các đường nét thiết kế rất là mượt mà, ngôn ngữ cơ đồ thiết kế thể thao. Và đặc biệt là khối động cơ máy 1.5 Skytip thì có thể nói là cái dòng động cơ mà cũng đã chứng minh được chất lượng, khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc xe 5 chỗ gầm cao, đúng không ạ? Vậy ngày hôm nay với chiếc xe này, cái số tiền mà các bác chúng ta bỏ ra thì em Việt đang chào bán với mức giá tiền nó chỉ ngang với cả một chiếc i10 thôi. Nhưng chúng ta sẽ có những tính năng cũng như công nghệ và chất lượng của chiếc xe này như thế nào thì xin mời các bác chúng ta hãy cùng em dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc CX-5 2013 mà em đang có tại đây các chị nhá. Đầu tiên thì các anh chị chúng ta có thể đi ngay giúp em vào phần đầu xe. Thì có thể nói là với ngôn ngữ cô đô thì thiết kế của chiếc Mazda CX-5 thực sự đẹp, rất là mượt mà. Và đây là một cái mà giúp chiếc xe ăn điểm với người tiêu dùng. Và ở thời điểm chiếc xe này ra mắt thì gần như đây là cái chiếc xe ăn khách nhất trong một khúc SUV 5 chỗ gầm cao. Và các chị để thấy này, vào 2013 nhưng đây theo thời gian các bác để ý là đèn pha của nó này vẫn còn trong suốt như pha lê, không một vết dạn mờ hay là bị ố vàng luôn các bác nhá. Và chủ nhân cũ thì đã lên ngay chúng ta bóng đèn bi siêu sáng nhá, kể cả phần đèn gầm phía dưới cũng vậy. Đặc biệt là chiếc xe này nó còn được trang bị một cái tính năng đó là ABS, có nghĩa là tự động điều chỉnh góc chiếu sáng khi các anh chị ta vào cua, giúp tăng cái tầm chiếu sáng của chiếc xe khi mà các anh chị ta đánh lái. Có thể nói đây một tính năng rất là an toàn. Ngoài ra phiên bản này chúng ta cũng đã có rửa đèn pha rồi, đèn LED định vị ban ngày và đèn gầm là đèn bi cầu thủy tinh. Xe thì đang mang biển Hải Dương. Con này nói luôn thì đây là một chiếc xe mà của một chú đi rất cẩn thận và giữ gìn, bảo dưỡng trong hãng toàn bộ luôn. Mặt lăn bánh chuẩn là 13 vạn km thôi bác nhá, nhưng mà lốp dự phòng còn chưa một lần chạm đất. Cái này thì em báo luôn để cho bác có thể đi check hãng thoải mái, ok chưa ạ? Và đây, các anh chị thấy này, từ những chi tiết chrome ở mặt ca lăng theo thời gian vẫn còn rất là mới, hay kể cả cái đèn pha bên phía phụ các bác cũng nhìn này, vâng, nó trong suốt như pha lê luôn đó, chúng ta vẫn nhìn thấu được vào bên trong. Đèn gầm cũng đây, đèn bi cầu có đèn LED định vị ban ngày. Vâng, mặt capo thì với những đường gân dập nổi tạo cho chúng ta một cái nhìn rất thể thao. Xe được trang bị la răng lên tới 10, con này 17 inch nhá, khá là lớn, la răng đa nan, 4 phanh đĩa. Chúng ta có bậc cửa lên xuống này, xe vừa mới đăng kiểm cho các anh chị xong. Nên các anh chị chúng ta có thể yên tâm. Bằng la răng con này lên tới 19 inch các bạn, bằng 19 inch các bác thấy lại đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024. Về che mưa cũng đã lắp thêm rồi. Có cảm biến khóa mở trên hai cửa trước. Và một tổng thể với một chiếc xe gầm cao thì thực sự là chiếc xe này có một cái thiết kế quá đẹp mà không bị lỗi thời gian, đúng không ạ? La răng cỡ lớn 19 inch, 4 phanh đĩa hiệu suất cao. Và mà tiếp tục thì các bác có thể thấy chúng ta đi về phía đằng sau. Sau thì nổi bật đó là đuôi cánh gió tích hợp đèn phanh này, có gạt mưa cho kính phía sau. Và các bác có thể thấy là cái thiết kế của chiếc CX-5 này thực sự rất là đẹp. Chúng ta nhìn vào giúp em cái đèn này. Đèn phía sau thì được trang bị bóng đèn halogen kết hợp với những bóng đèn LED tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe. Và các bác nhìn này, xe mà nó không bị đâm đụng, không bị va chạm thì những đường mép này nó phải đều thẳng tăm tắp các chị nhá. Lốp thì cả dàn lốp cũng còn rất là mới, các chị chúng ta về chúng ta không phải làm gì cả. Tổng thể gần như là một chiếc xe thực sự rất là chất lượng, có một vài những vết xước sát thôi, cái này không tránh khỏi sau quãng thời gian sử dụng đâu các chị nhá. Bộ kép luôn đó. Và đây chúng ta nhìn giúp em cái đèn của nó này, yêu luôn. Thiết kế rất đẹp mắt các bạn. Và kiểm tra luôn cái phần cốp. Vâng, thì các bác có thể thấy là CX-5 vẫn mang lại chúng ta một cái không gian cốp khá là rộng, đủ chỗ cho các anh chị chúng ta có thể mang theo nhiều hành lý trong những chuyến đi của mình, đặt một vài cái vali. Và độ zin nguyên bản thì các bác nhìn giúp em này. Đó, tất cả các chi tiết đinh tán nhé, nguyên zin nguyên bản. Đấy, cốp này không một vết vặn luôn. Và đây, các anh chị thấy là cái phần nỉ phía dưới vẫn còn cực kỳ đẹp, sạch sẽ, đúng không ạ? Và lốp dự phòng các anh chị phía dưới này chưa một lần chạm đất nhé, vẫn còn nguyên những vạch sơn. Đấy, cái băng mùa này thì đảm bảo là chất lượng rất là yên tâm rồi. Đó, phải nói là không từ gì chê, và đồ đạc kích thay thế thì chắc chắn là chưa một lần sử dụng rồi.
vẫn còn nguyên zin nguyên bản. Đấy, ok chưa? Đó, đó là cái khoang cốp. Vâng, vậy thì chúng ta có thể ngắm nhìn ngoại thất của xe này trước khi mà cùng em mở cửa và đi vào nội thất bên trong để xem hiện trạng của nó ra sao. Và một chiếc xe đi rất lành, thiết kế đẹp, rộng rãi như thế này mà giá giờ chỉ có hơn 400 triệu thôi các bác nhá. Vâng, với hơn 400 triệu một tí là các bác cũng đã có thể sở hữu được chiếc xe C5 tuyệt đẹp này. Con này thì bên em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ để cho anh chị nếu ở tỉnh khác các bác có thể vào tên chính chủ cho vòng một nút nha. Và vậy thì để có thể tiếp tục đánh giá chất lượng chiếc xe, ngay bây giờ xin mời các anh chị chúng ta hãy cùng em kiểm tra tới tình trạng nội thất của chiếc xe này, xem hiện trạng của nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng. Và có thể nói là không những chỉ đẹp từ ngoại thất mà nội thất bên trong của chiếc Mazda CX-5 cũng phải nói là mang tới chúng ta một cái mẫu xe với thiết kế rất là trẻ trung, năng động và thể thao. Đầu tiên thì các bác có thể thấy đây là ghế da cao cấp của chiếc xe này. Đấy, form rất là đẹp nhá. Đấy, thêu chỉ đỏ, ok chưa ạ? Ở giữa cũng đục thùng hơi. Đấy, và ngồi vào thì cảm giác rất là êm. Đó, êm, mềm. Đấy, và chủ nhân thì đặt thêm cho các bác một tấm lót này, nghe anh chị mỏ ra là như mới tinh nhá. Đấy, xem được trang bị ghế lái chỉnh điện rồi. Đấy, chỉnh điện. À, ghế phụ thì chỉnh cơ nhá. Con này thì ghế phụ chỉnh cơ và các bác thấy này. Đấy, cái ghế của nó đẹp chưa? Vô lăng 3 chấu tích hợp cả ga tự động, cả nghe thoại rảnh tay điều khiển giọng nói. Ngoài ra xe còn được trang bị những tính năng như là cài đặt AUX lốp này. Tính năng ABS có nghĩa là cái tính năng mà điều chỉnh góc chiếu sáng khi các bác vào cua. Đấy, anh chị có thể tắt đi bằng nút này. Và đây là cân bằng điện tử. Đấy, đây là nhựa mềm các bác này, ấn vào nó sẽ độ lõm nhá. Đó, vâng. Và cái tại sao là họ dùng nhựa mềm như này? Thì chúng ta cầm khi mà chúng ta cảm giác chạm vào ấy, nó êm, nó không giống như là nhựa cứng. Đấy, cái này thì các anh chị ta xuống chúng ta chạm vào các bác sẽ thấy. Và vật liệu nhựa cũng rất là cao cấp. Đấy, nó không để lại những vết xước sát sau quãng thời gian sử dụng. Và độ zin nguyên bản các bác nhìn này, từng bản lề cửa này, em quay rất là kỹ luôn để cho các anh chị ta có thể đánh giá được chất lượng tình trạng xe. Đấy, tapi cánh cửa rất đẹp luôn nhá, với da. Đấy, kết hợp với nhựa mềm. Đấy, tay nắm cửa mạ chrome. Xe được một trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có gập gương tự động. Đấy, đặc biệt là ở cái thế hệ này ý, thì bản 2.0 nó cũng đã được trang bị loa bầu rồi. Đấy, sau này là chỉ thấy ở trên bản 2.5 thì các bác mới thấy là C5 mới được trang bị loa bầu nhá. Nên con này là bản 2.0 đã có loa bầu. Đấy, thảm sàn 5D chủ nhân cũng đã làm thêm các bác rồi. Đấy, lên với anh chị ta cả màn hình Android. Đấy, có gương chiếu hậu chống chói tự động. Đấy, đặc biệt là xe cũng được trang bị cửa nóc này. Đấy, cửa nóc luôn các anh chị nhá. Và trần thì các bác nhìn này, chủ nhân đi rất là giữ gìn cẩn thận. Nó rất là sạch đẹp, không để lại nhiều vết xước sát. Đấy, khu vực cần số thì đây. Đấy. Vâng, bọc da nhá, bọc da chi tiết chrome. Xe còn được trang bị hệ thống điều hòa là hai vùng độc lập các bác này. Có sưởi hai ghế nhá, sưởi hai ghế đằng trước. Ok chưa ạ? Và đã lên cho anh chị ta một cái màn hình Android. Đấy, ok chưa ạ? Cả cam lùi full HD và các bác có thể thấy này. Cái mức công tơ pet hiện tại của xe nó dừng ở mức 13 vạn chuẩn. Cái này không tua 1 km nào cả. Đấy, các bác có thể đem đi check hãng thoải mái vì chủ nhân cũ người ta toàn bảo dưỡng định kỳ trong hãng thôi. Đấy, nên là chất lượng cho xe nó rất là đảm bảo. Đấy, và em thì đang để nổ máy từ nãy giờ đấy, nhưng mà gần như là chúng ta không nghe tiếng máy nổ. Đấy, phải nói là máy nó quá êm. Và một chút nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra tới phần động cơ. Đấy, nhưng mà các bác mà nổ máy mà đóng cửa vào thì gần như không nghe thấy tiếng động các bạn. Phải nói là chiếc xe thực sự chất lượng đến từ một thương hiệu của Nhật. Và tiếp tục thì chúng ta đi về hàng ghế sau thì các bác nhìn giúp em này. Thứ nhất là khoảng để chân nó lớn. Thứ hai là ghế này, ghế da này vẫn còn khá là mới. Đấy, và rất là rộng rãi, đúng không ạ? Và một chiếc xe SUV gầm cao. Đấy, đi rộng rãi đủ chỗ cho cả gia đình. Và các bác thấy cái chi tiết này, tapi của nó. Đấy, hai mặt lưng ghế rất mới này, trần này. Đấy, trần ở phía sau chúng ta cũng có đèn nhé, cũng có đèn soi luôn. Đó, ok chưa ạ? Và chúng ta tiếp tục đi sang phía bên đây. Đấy, các bác có thể kiểm tra giúp em từng cái bản tapi cánh cửa một. Con này thì bao zin nguyên bản cho các bác từ A đến Z nhé. Cái chị nào chưa yên tâm thì hoàn toàn có thể là đem đi ra Mazda Hải Dương check một lần nữa trước khi mà chúng ta giao dịch. Đấy, và bao check hãng luôn. Đấy, để cho các bác có thể cảm thấy là thực sự yên tâm khi mà các anh chị chúng ta tin tưởng lựa chọn một cái sản phẩm tại kênh YouTube Việt Xế Chất. Đó, móc khóa này. Đấy, tất cả từng cái tem mác các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản. Đấy, màu nhũ bạc khá là đẹp mắt. Vâng, phản xạ ánh sáng rất là tốt nếu chúng ta nhìn ở ngoài nắng như này. Đấy, với cái màu này thì chắc là hợp với các bác mệnh kim. Và để tiếp tục đánh giá chất lượng chiếc xe thì xin mời các anh chị chúng ta có thể cùng em kiểm tra tới khoang động cơ của xe này, xem hiện trạng của nó ra sao. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ máy xăng 2.0 với công nghệ Skytip đến từ chiếc Mazda. Đấy, con này thì em đang để nổ máy nhưng các bác thể thấy máy nổ rất êm và ra máy thì nó tươi nhìn này. Anh các bác thể thấy là từng lốp vẫn còn sáng choang luôn. Đó, chất lượng nó phải như vậy các bác nhá. Đấy, hay là ụ giảm xóc các bác nhìn này, nguyên zin nguyên bản.
Nói chung là con này thì không bàn về chất và độ đẹp thì hiếm có khó tìm các bạn. Bao gì nó bắt từ rong thần cò nhá. Đấy, da máy rất là tươi này, các bác nhìn này. Đấy, chân máy này. Đấy, cabo thì đây. Ô giảm sóc các bác nhìn này. Đấy, em thử mở cái này ra xem nào. Đấy, các bác thấy máy của nó này. Hơi bụi bẩn tí nhưng mà các anh chị nhìn này, nhìn nó đẹp này, các bác nhìn được mặt từng lốc này. Đó, rất chất lượng đúng không ạ? Cái là từ cabo các bác thấy là từ kẻ tấm cách âm vẫn còn này, nguyên zin nguyên bản. Vâng, vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe các bác cũng đã thể đánh giá được rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay với mức giá tiền chỉ có 445 triệu đồng mà còn có thể thương lượng được với chiếc Mazda CX-5 2013 phiên bản động cơ 2.0 đang có mặt tại showroom Việt Xế Chất. Quý anh chị là chúng ta yêu mến và quan tâm thì các bác hãy nhấc máy lên và alo cho em theo hotline 0968 22 889, để có thể nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ cho chiếc Mazda CX-5 này các chị nhé. Một lần nữa cảm ơn các anh chị đã cùng theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Các bác hãy ấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới về tại kênh YouTube Việt Xế Chất.